Hoàng tử gió, hiện tượng mạng từng gây sốt giới trẻ Hà Thành một thời. Hoàng Đức Nhân, biệt danh Hoàng tử gió, sinh năm 1992 tại Quảng Ninh, là một hiện tượng mạng đình đám một thời. Dù không tham gia showbiz, nhưng anh có tới hơn 836.000 người theo dõi. Hoàng tử gió là biệt danh của Hoàng Đức Nhân. Hiện tượng mạng nổi tiếng có nhiều hình xăm trên cơ thể và vẻ ngoài điển trai cách đây nhiều năm về trước. Dù không dấn thân vào showbiz, nhưng tên tuổi của chàng trai này vẫn rất được cư dân mạng quan tâm. Hoàng tử gió, hiện tượng mạng bỗng dưng nổi tiếng một thời. Hoàng Đức Nhân sinh năm 1992 trong một gia đình hai anh em, bố mẹ không hạnh phúc và ly dị từ lâu. Bởi vậy, ngay từ sớm, anh đã ra đời bươn chải để kiếm tiền lo cho người thân. Năm 2013, Hoàng Đức Nhân khi ấy đang là một nam thanh niên trẻ, làm công việc phục vụ, quản lý tại quán bar có tiếng ở Hà Nội. Anh nhanh chóng được nhiều người chú ý tới vì sở hữu gương mặt điển trai, thư sinh, đậm chất hot boy và nụ cười tỏa nắng. Cùng với đó là việc trên cơ thể anh có rất nhiều hình xăm độc đáo, khiến cho ai nhìn từ lần đầu tiên cũng phải ấn tượng. Chính vì vậy, nhiều khách quen tới quán sau đó đã đặt cho Hoàng Đức Nhân biệt danh là Hoàng tử gió, và cái tên này cũng theo anh mãi về sau. Theo anh từng chia sẻ trên trang cá nhân, anh sở hữu hơn 20 vết mực khác nhau. Mỗi hình sẽ lại có một ý nghĩa nhất định liên quan đến cuộc sống của chàng trai này. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng nam thanh niên phục vụ điển trai cứ thế nổi lên như một hiện tượng mạng và được hàng trăm ngàn người theo dõi. Thậm chí khi đó có rất nhiều người hâm mộ còn lập hẳn fanpage mang tên Hội những người phát cuồng anh Hoàng tử gió, Hoàng Đức Nhân để bày tỏ sự yêu thích chàng trai 9X này. Cứ mỗi bức hình mà hotboy đăng tải đều nhận được bảo like của cư dân mạng. Một thời gian ngắn sau khi nổi tiếng, Hoàng tử gió đã nghỉ công việc cũ và chuyển sang kinh doanh. Anh không còn là nhân viên phục vụ bàn nữa mà vươn lên làm ông chủ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán mỹ phẩm, mở salon làm tóc và một học viện đào tạo xăm hình tại Hà Nội. Thành công đến rất nhanh, khiến chàng trai sinh năm 92 sớm gia nhập đội ngũ doanh nhân thành đạt khi tuổi đời còn rất trẻ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên khoe những bức hình check-in sang chảnh, đi xe hơi tiền tỷ và có cuộc sống vương giả. Ngoài ra, vốn có ngoại hình đẹp trai nên Hoàng tử gió từng đóng MV ca nhạc hay làm mẫu ảnh cho một vài shop và có tới hơn 836.000 người theo dõi trên Facebook. Bản đi vài năm tập trung làm ăn, cuối tháng 10 năm 2019, thanh niên này gây xôn xao cộng đồng mạng khi bị công an bắt vì hành vi sử dụng chất cấm trái phép. Sau đó, đến nay, Hoàng tử gió tiếp tục là cái tên được chú ý khi gia nhập đội ngũ tiền ảo trong vai trò thủ lĩnh. Tối 5 tháng 9 năm 2021, Tuổi Trẻ Online đưa tin Hoàng Đức Nhân đã qua đời tại một chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin này đã khiến nhiều cư dân mạng và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.